Thưa quý vị và các bạn, được xem là loại cây đặc sản có thế mạnh của địa phương, Đà Lạt hiện có từ 100 đến 120 hectare dâu tây, được trồng tập trung chủ yếu tại các phường 7, phường 8, phường 11. Dù là loại cây đặc sản được nhiều du khách trong và ngoài nước ưa thích, song trước sự trà trộn của một số loại sản phẩm dâu tây Trung Quốc, cộng với thị trường manh mún nhỏ lẻ, đã làm ảnh hưởng đến chất lượng và thương hiệu của loại đặc sản này. Vì thế, việc hoàn thiện quy trình tiến tới xây dựng chứng nhận nhãn hiệu cho dâu tây Đà Lạt là vô cùng cần thiết, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Gắn bó với nghề trồng dâu tây Đà Lạt đã nhiều năm, chị Nguyễn Thị Hồng Phúc, ngụ tại phường 8, thành phố Đà Lạt cho biết, dù sản lượng thu hoạch từ 4 sào dâu tây hiện có của gia đình khá cao, nhưng do thị trường tiêu thụ không ổn định nên nguồn thu nhập cũng lắm lúc bấp bênh. Trước thông tin Đà Lạt xây dựng chứng nhận nhãn hiệu dâu tây Đà Lạt, đây không chỉ là tin vui cho gia đình chị mà cả những nông hộ trồng dâu tây. Dâu sản xuất ra thì mình là nhà nông dân thì nói chung mình đầu ra là mình chỉ cân lại cho các thương lái họ đến họ thâu mua là gọi là vựa dâu nhỏ lẻ là ở thành phố Đà Lạt thôi. Giá cả thì bấp bênh lắm. Lúc mà được mùa thì mất giá, mà được giá thì lại không có trái là mất mùa. Cho nên thì giá cả thị trường thì năm nay là nói chung nhà vườn là trồng dâu là thất thu nhiều lắm. Hiện dâu tây Đà Lạt được trồng chủ yếu ở các phường 7, 8 và phường 11 thành phố Đà Lạt và các vùng phụ cận như Lạc Dương, Đơn Dương với diện tích dao động từ 100 đến 120 hectare, đạt sản lượng 1.400 tấn một năm. Tuy nhiên, trước sự trà trộn của một số sản phẩm dâu tây Trung Quốc, cùng với sự phát triển mang tính tự phát, thị trường manh mún nhỏ lẻ đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cũng như thương hiệu của loại dâu tây này. Vì thế, việc xây dựng nhãn hiệu chứng nhận dâu tây Đà Lạt là việc làm hết sức cần thiết để các tổ chức cá nhân chú trọng sản xuất dâu tây theo hướng an toàn, chủ động áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, từ đó nâng cao năng suất chất lượng, đồng thời khẳng định thương hiệu cho sản phẩm dâu tây Đà Lạt. Theo góc độ là chủ tịch hội nông dân phường 8 thì tôi tiếp tục vận động nông dân để đăng ký và xây dựng cái nhãn hiệu dâu, thì nông dân tập trung chủ yếu là quan tâm về cái vấn đề là chất lượng, về cái thuốc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để bảo đảm chất lượng cho trái dâu để khi thương mại buôn bán cho các cái siêu thị và các cái doanh nghiệp ở dưới thành phố thì nó có giá hơn. Hiểu rõ tầm quan trọng của việc xây dựng chứng nhận sản phẩm, sau khi lấy ý kiến tham vấn của các nhà khoa học, nhà quản lý và các tổ chức sản xuất kinh doanh dâu tây, thành phố Đà Lạt đã chọn được 7 giống dâu để tiến tới xây dựng nhãn hiệu chứng nhận dâu tây Đà Lạt. Đó là dâu Mỹ Đá, Mỹ Hương, New Zealand, Lambian 2, Mara de Poi, Đài Loan và dâu tây Nhật. Tuy nhiên, để được cấp giấy chứng nhận này, các tổ chức cá nhân trồng dâu tây phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí bắt buộc do nhà nước quy định. Các cái đơn vị mà sản xuất kinh doanh cái sản phẩm dâu tây thì phải đáp ứng theo cái bộ tiêu chí theo quy định. Thứ nhất là anh phải sản xuất theo cái tiêu chuẩn an toàn mà hiện nay thì có cái chứng nhận VGAP. Cái thứ hai nữa là cái đơn xin đề nghị cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận dâu tây Đà Lạt. Cái thứ ba nữa là cái bản cam kết khi sử dụng cái nhãn hiệu dâu tây Đà Lạt để tránh cái vấn đề mà cho mượn làm cho cái thương hiệu này nó mất uy tín trên thị trường. Có thể nói từ các tiêu chí quy định về xuất xứ, hình thái, kích thước, màu sắc, chỉ tiêu hàm lượng trong quá trình sản xuất là cơ sở để các tổ chức cá nhân trồng dâu tây áp dụng đúng quy trình kỹ thuật để tiến tới xây dựng nhãn hiệu dâu tây Đà Lạt, từ đó khẳng định chất lượng, thương hiệu của loại đặc sản này trên thị trường. Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đà Kho, huyện Đà Tẻ cho biết, thống kê bước đầu, lũ đã làm ngập úng trên 20 hectare hoa màu, chủ yếu là cây trồng ngắn ngày đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đồng thời gây sạt lở nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, trong đó nghiêm trọng nhất là cầu cống và đường giao thông trên tuyến đường liên thôn từ thôn 5 đến thôn 11 của xã Đà Kho.